Mỗi tháng, bạn có thể bỏ hàng triệu ra mua những món đồ hiệu xa xỉ. Nhưng đã bao giờ bạn mua cho bố mẹ một món quà hay chưa? Bột lá nhuộm tóc đầu màu Soritox không chỉ là một món quà, đó còn là tấm lòng của đứa con dành cho bố mẹ. Với sự kết hợp đặc biệt từ lá nêm và lá henna, bột nhuộm Soritox giúp tóc lên màu đẹp, có mùi thơm từ lá cây, không gây sót hay nhức đầu khi nhuộm, an toàn với làn da nhạy cảm nhất. Đặc biệt, dễ dàng sử dụng ngay tại nhà, vừa không tốn công ra tiệm, vừa giúp gắn kết tình cảm gia đình. Với cách sử dụng vô cùng đơn giản. Bước 1. Trộn đều bột với nước sôi theo tỷ lệ 1:4 và để trong 2 giờ. Bước 2. Chải đều lên da đầu từng lớp tóc. Bước 3. Ủ tóc bằng mũ chùm để tầm 45 phút. Để hiệu quả nhất nên ủ 3-4 tiếng. Bước 4. Gội đầu bằng nước ấm cho bớt bột rồi dùng dầu gội, xả như bình thường. Bột nhuộm tóc đầu màu Soritox, món quà ý nghĩa dành cho những người yêu thương.